độ chua của các đại dương của chúng ta là một mối quan tâm chung khi nói về biến đổi khí hậu. Độ chua của đại dương là kết quả của việc lượng carbon dioxide dư thừa trong khí quyển được hấp thụ vào các đại dương. Càng nhiều carbon dioxide được hấp thụ vào các đại dương, mức độ pH của nó càng giảm, làm axit hóa nước đại dương và ảnh hưởng đến đời sống động thực vật. Một số ước tính trong quá khứ cho rằng mức độ axit gia tăng là chưa từng có. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới được công bố trên PLOS Biology, các tài khoản nổi tiếng đã xuất bản chi tiết các xu hướng đáng lo ngại xung quanh việc axit hóa đại dương và ảnh hưởng của nó đối với sinh vật biển, cụ thể là cá đã giảm. Nhưng tại sao? Các nhà nghiên cứu đã thực hiện một phân tích tổng hợp kiểm tra các nghiên cứu được thực hiện từ năm 2009 đến năm 2019. Tất cả đều tập trung vào mức độ axit trong nước biển ảnh hưởng đến đời sống và hành vi của cá, tổng cộng xem xét khoảng 91 nghiên cứu khác nhau từ một loạt các tạp chí. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng trong khi các nghiên cứu được công bố sớm trong khoảng thời gian của họ đã ghi nhận mối tương quan mạnh mẽ giữa độ axit của đại dương và tác động tiêu cực lên hành vi của cá, những mối tương quan đó nhanh chóng biến mất. Nhóm nghiên cứu nghi ngờ đây là một ví dụ chính của hiệu ứng suy giảm. Hiệu ứng suy giảm đề cập đến các tuyên bố khoa học rằng, theo thời gian, ngày càng ít được hỗ trợ. Về cơ bản, có ít bằng chứng khoa học hỗ trợ những phát hiện ban đầu. Nó khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Nhưng tại sao nó lại xảy ra ở đây? Các nhà nghiên cứu đã lưu ý hai lý do tiềm ẩn dẫn đến hiệu ứng suy giảm. Đầu tiên là sự thiên vị trong xuất bản. Đó là có xu hướng xuất bản nghiên cứu có tuyên bố lớn, táo bạo và bắt mắt. Các nghiên cứu như thế này có thể được xuất bản trên các tạp chí uy tín hơn và do đó có nhiều khả năng hiển thị hơn. Chỉ khi chúng ta thấy mọi người sao chép các nghiên cứu hiện có và đưa ra các kết quả khác nhau hoặc thấp hơn, chúng ta mới bắt đầu nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về một câu hỏi cụ thể. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu lưu ý các nghiên cứu như vậy ít có khả năng được xuất bản hoặc vượt qua nhóm bình duyệt. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy ít bằng chứng xác nhận hơn về những tuyên bố ban đầu. Nguyên nhân thứ hai có thể xuất phát từ kích thước mẫu. Nhiều nghiên cứu mà các nhà nghiên cứu đã phân tích có kích thước mẫu nhỏ hơn, hạn chế những gì mà các nghiên cứu đó có thể cho chúng ta biết. Trong khi các nhà nghiên cứu lưu ý rằng axit hóa đại dương là một hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu do con người thúc đẩy, nhiều nghiên cứu cần được công bố để hiểu rõ hơn về các khu vực khác bị ảnh hưởng sâu sắc bởi axit đại dương. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!